đây. Hay quá. Hay quá nhờ. Hãy
Hay quá. Thứ năm, thứ ba, thứ năm. Trước nhanh hơn.
do dung lượng của mình. Nhưng cái này thay quần thoải mái cả trận, khoảng 2 tiếng được. Dung lượng đủ cho quay thoải mái 2 tiếng. Không, cứ điện thoại thôi. Quay xong rồi đang đảm cũng cắt. Đúng rồi, xong post lên YouTube xong rồi xóa video đi là xong. Dùng lượng của nó lên cho lưu trữ thoải mái. Chỉ là kẹp luôn, không mic luôn chú, hay là đây cả mic luôn chú. Mic là như nào thưa? Thầy chú kẹp ở đây có cái tròn tròn ở trên. Cái này á? Đây, trên này chú. À cái này để giữ thôi, giữ. Ừ đúng rồi. Cái này cháu mới bảo, không biết là cái này nó có cái, đây là để camera, à để điện thoại. Còn đâu nó có rút được cái này ra thì có thể để cắm cái chân máy camera, máy chuyên dụng ấy. Thì nó có cái chân này của nó là chuẩn của nó chứ, là của cái cam, có phải là của điện thoại. Đúng không? Nhưng mà chính là cho lắp điện thoại nó vẫn chắc hết này chú nhỉ? Đúng rồi, cái này chắc, tại vì nó có cái điều chỉnh này, cái nâng. Nó co giãn theo kích thước của điện thoại, nó rất là chắc. Và chủ nhà bên chú là xanh. Đúng rồi, bên xanh, à bên xanh. Đẩy lên cho con. Cầm lên không ai? Cứ cầm lên, kêu kìa. Hải bác kìa. Hải bác. Không, đây đội niên khóa học cùng ngày xưa ở trường cấp 3 Phan Đình Phùng. Ôi trời ơi. Cùng không?
chuyển rồi đấy à. Bảo ơi, Bảo ơi. Bảo ơi. Ra quay thôi tí thôi, vào đá tí. Rồi khởi động tí xong tí thay ai vẫn đá hiệp 1 rồi thì thay. Ôi ôi, thế này à. Xong rồi. Phong ơi, Phong ơi. Nốt quả bóng này ra quay tôi vào đá thay tí nhá. Cánh ơi.
Ra đấy. À, và chào tất cả anh người nhá. Sút được. Quả sút được chậm rồi. Cái quả này sút được chậm một nhịp rồi, truyền từ quả trước rồi ăn. Dũng lắm nhiều luôn. Đây mà bóng bay ở đây mà. Bóng ở đây mà. Con em chỗ nào này, em quay hơi xa nhỉ? Quay nhỏ. Không xa đâu. Như về cắm cái tivi hiểu gió. Đúng rồi, cắm vào cái tivi to sẵn thích. Quay về. Đủ thua đấy. Anh đứng dịch ra để quay. Thôi được rồi, thế là mẹ đéo kịp quay quả đấy rồi. Hai tư. Nhưng mà mẹ quả này hình như đéo kịp quay, bị che mất rồi. Xuống. Xong rồi. Rồi nhìn rồi. Chủ tôi lên.
Rút ra làm sao được. Con đứng dịch ra tí, con đứng lùi lại phía sau tí. Đấy, đúng rồi. Con đứng lùi lại tí tẹo nữa để. Long này, long này.
giả cho nó luôn đi, đùa bạn cứ phát bóng bóng. Con Long đừng thoáng cứ giả nó đi. Chưa lên đầu, chưa lên đầu. Nguyễn. À đúng rồi, không không con ngồi đấy, con trông luôn đồ không. Ở đây có đồ ấy. Lạnh quá. Nè. Như chết rét. Ôi, một chạm lên. Làm một bàn đi anh ơi, cố lên. À đâu, một bàn thôi còn gì nữa.
Lùi. Đây ơi. Cứ theo của mình. Em đá giúp anh cái bóng. Anh ơi, anh đúng rồi ơi. Sao. Đi. Người. 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 Đi. Người